Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tự nhiên tôi cảm thấy rất là chán và muốn bỏ nhà ra đi để tìm đường cứu nước. Sau một lúc ngồi suy nghĩ thì tôi đã quyết định sẽ làm một thử thách. Tôi sẽ thực hiện một chuyến đi xuyên Việt từ đầu Việt Nam đến cuối Việt Nam. Cuộc hành trình này sẽ kéo dài 4.772 km cả đi và về. Nếu cộng tổng cả 288 km tôi đi từ Thái Bình đến Móng Cái thì toàn bộ quãng đường mà tôi sẽ di chuyển là 5.060 km. Có lẽ đây sẽ là một thử thách dành cho tôi cũng như tôi muốn trải nghiệm nó. Thôi, bây giờ không linh tinh luyên thuyên gì nữa thì tôi sẽ đứng dậy xách vali lên và đi. Let's go. Lúc đầu tôi định thực hiện chuyến đi này bằng Grab hoặc là Uber, nhưng mà hiện tại ở quê tôi thì là không có cái dịch vụ này nên tôi sẽ sử dụng dịch vụ taxi thay Grab và Uber. Và có lẽ là cái dịch vụ taxi này sẽ rất là tốn kém, nhưng mà không sao, thích trải nghiệm thì phải tốn kém thôi. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra ngoài kia để tìm xem có cái taxi nào có thể nhận cái chuyến đi này của tôi hay không. Một chuyến đi 5.060 km rất là khó này. Anh ơi. Ô, Lam à? Vâng. Anh xem chở em vào Cà Mau. Đi Cà Mau á? Vâng. Thì anh nghe anh chở chú lên sân bay, trong chú bay vào Cà Mau cái gì? Không, anh chở ô tô em đi lên Cà Mau ấy. Sao này đi ô tô á? Đi taxi vâng. Lên Cà Mau á? Vâng. Ui dồi, vậy thì nó xa mới cả, thứ hai nó tốn kém lắm em ạ. Thì anh xem nếu mà chở được thì hết chi phí bao nhiêu em gửi? Thì bọn anh thì cứ chạy thì thường là 12.000 một cây. Vâng, là 12.000 một cây. Thì bây giờ anh chở em đi nhá. Ừ, ok. Ok, bây giờ tôi sẽ thực hiện chuyến hành trình của mình. Đây là chuyến đi dài nhất cuộc đời tôi. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ di chuyển từ Thái Bình lên trên Quảng Ninh thì bây giờ tôi đã có mặt ở địa đầu của Tổ quốc. Tôi đang ở cột mốc 0 km ở Tràng Vĩ. Đây là cái địa điểm ở Móng Cái, Quảng Ninh. Và tôi sẽ di chuyển từ cột mốc này vào trong đến đất mũi Cà Mau. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái mặt đằng sau của cái cột mốc. Đây là cột mốc từ Trà Cổ đến đất mũi Cà Mau, rơi vào khoảng 3.260 km đường biển. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt của mình bằng taxi từ địa đầu Tổ quốc Móng Cái, Quảng Ninh đến đất mũi của Cà Mau. Let's go. Bây giờ tôi đang có mặt ở trên taxi di chuyển vào trong đất mũi của Cà Mau. Toàn bộ quãng đường di chuyển từ đây vào trong đất mũi Cà Mau thì tôi sẽ có 28 điểm dừng. Tôi sẽ quay lại quá trình dừng cũng như là chụp ảnh check-in lại tất cả những cái địa điểm mà tôi sẽ đi qua. Đây là Google Map hiển thị tôi đang ở Quảng Ninh và tôi đã di chuyển theo con đường ven biển này đến đất mũi Cà Mau. Một ngày 20 giờ. Rồi, đang định vị tôi ở Móng Cái nhé. Đường Trần Nhân Tông. Giới thiệu các bạn, đây là anh Trung, tổ lái chính của cái chuyến taxi ngày hôm nay. Đây là một chuyến taxi tôi phải gọi như là siêu dài lịch sử của anh luôn, bởi vì tôi nghĩ là chưa bao giờ anh Trung anh thực hiện một chuyến taxi mà dài như thế này. Nói chung là đây là cái cuốc taxi cuối năm của anh Trung, và sau cái cuốc taxi này thì khả năng là anh sẽ có rất là nhiều bánh chưng để ăn Tết. Đây là cầu Bạch Đằng, Hải Phòng. Bây giờ là 14:39 và hiện tại tôi đang ở giữa Thái Bình với lại Hải Phòng. Đây Hải Phòng này, Thái Bình này, tôi đang ở đây này. Ok, hiện tại thì tôi đã đặt chân đến địa phận của tỉnh Thái Bình. Đây là quê hương của tôi nhá. Đó, chạy nguyên cả buổi sáng, chạy đường vòng, chạy mua đường, bây giờ lại về ngược Thái Bình. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu từ Thái Bình chạy sang Nam Định, rồi từ Nam Định chạy đến Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tổng số km đi trong ngày hôm nay là 607 km. Chúng tôi đang di chuyển ở trên con đường ở Tam Điệp, Ninh Bình và sắp đến địa phận của Thanh Hóa. Đây là dốc xây Thanh Hóa với lại Ninh Bình. Ở kia có một cái hầm, hầm này là hầm đường chiều về, còn đây là chiều đi. Nói chung là ngồi trên xe cả ngày rồi, tôi cảm thấy rất là mỏi mông cũng như là rất là mệt. Và hơn nữa là đang rất là đói, tối rồi. Ăn cơm xong thì sẽ di chuyển tiếp, cố gắng đi thêm một đoạn nữa, sau đó thì là sẽ dừng lại để nghỉ. Bởi vì là ở đây chỉ duy nhất có một anh lái taxi thôi nên bắt buộc là sẽ phải dừng lại để ngủ, nghỉ. Sau đó thì là sẽ dậy sớm một chút để có thể di chuyển tiếp. Anh Trung cho em cảm nhận sau khi mà anh lái xe từ Thái Bình lên đến Móng Cái, rồi từ Móng Cái lái đến thành phố Thanh Hóa, bây giờ là gần 700 km rồi, anh cảm thấy thế nào? Thấy bây giờ chỉ cảm thấy mệt thôi. Bây giờ tôi phải xuống ghế sau tôi ngồi, chứ ngồi ghế trước mệt quá. Ở ghế sau thì có một cái đệm nằm rất là sướng luôn. Ôi. Rồi, các bạn thấy là trong đây là có cả nguyên một cái đệm nằm luôn này. Đấy. Nằm ra đây ngủ. Nói chung là tôi ngồi trên cái ghế lái cả ngày hôm nay tôi thấy rất là mỏi lưng. Thank you.
Nói chung là tôi đã di chuyển được khoảng tầm hơn một ngày, mới qua Thanh Hóa xong đang ở Vinh, mới đổ xăng xong, trời cũng sắp sáng rồi. Vừa mới xuyên một đêm xong thì bây giờ sẽ lên trên đường để tiếp tục di chuyển. Ở đây là Google Map, các bạn thấy là chúng tôi đang di chuyển gần đến thành phố Vinh rồi. Anh Trung ơi, lái từ hôm qua đến giờ anh thấy mệt không? Anh thấy mệt rồi. Thấy mệt à? Thế anh xem tình hình thế nào để em lái cho không được, em có bằng rồi. Bây giờ là 7 giờ sáng thì tổng quãng đường chúng tôi di chuyển là hơn 800 km. Và bây giờ tôi đang ở trên Nghệ An, mới đi qua thành phố Vinh xong định dừng lại ở Vinh để ăn sáng, nhưng mà thôi, cố gắng đi đến Hà Tĩnh. Ok, bây giờ tôi đang ở Hà Tĩnh, xuống ăn sáng cái đã, rồi tiếp tục di chuyển và ăn sáng thôi. Mời các bạn ăn sáng nhé. Đang lái phụ cho anh tài xế taxi tí, bởi vì là chạy đường dài từ hôm qua đến giờ anh rất là mệt. Ok, sau một quãng đường di chuyển thì là bây giờ tôi đang có mặt gần thành phố Đồng Hới, tức là đi qua thành phố Đồng Hới rồi. Thì ngày hôm nay cố gắng anh em sẽ chạy vào trong thành phố Đà Nẵng. Bây giờ đang là 11 giờ trưa thì anh em dừng xe lại để ăn cơm trưa. Còn cách Đà Nẵng khoảng tầm hơn 300 km nữa. Đây là con đường quốc lộ 1A. Đấy, đường Bắc Nam, rất là nhiều xe tải. Đây là bữa cơm ở Quảng Bình. Đấy, có mực này, rồi là thịt gà kho này, nhìn rất là ngon. Từ hôm qua đến giờ, bây giờ mới được ăn cơm. Địa phận của Quảng Bình, hai bên là đồi cát trắng nhưng mà không thể đẹp bằng Phan Thiết được. Đây là Google Map hiển thị ở trên ô tô. Thì hiện tại chúng tôi đang ở Quảng Trị. Rồi, đây cà phê đã mua được rồi. Đây là cà phê gì đây anh? 15.000. Cái này cà phê sữa hả anh? Sữa này. Đây, cà phê sữa uống cho tỉnh ngủ. Hiện tại tôi đang ở cái thành cổ Quảng Trị. Đấy, kìa thành cổ không biết bạn không, để tôi thử vào xem như thế nào. Đang đi thấy một cái thành rất là đẹp thì muốn dừng lại xem như thế nào. Đây là bên trong thành cổ. Đấy, trong thành cổ không biết có cái gì không. Nhưng mà thôi, có lẽ là tôi không vào, toàn cây thôi. Ok, nói chung là quay qua cho bạn biết là tôi đã đến địa phận Quảng Trị và vào check-in cái thành cổ Quảng Trị. Trời đang mưa, lất phất mưa. Bây giờ tôi sẽ lên đường tiếp. Và hy vọng là vào trong kia thì trời nó sẽ nắng tạnh chứ nó không mưa với lại lạnh như bây giờ. Bây giờ thì trời đang mưa nhỏ. Ok, hiện tại thì tôi đang chạy qua thành phố Huế, không vào trong thành phố, phải chạy đường quốc lộ 1A. Thì đây cho các bạn thấy, đây là cái định vị của tôi này. Đang chạy ở đường quốc lộ A và bên trong đây là thành phố Huế. Đây là hầm Hải Vân. Qua hầm Hải Vân là sẽ sang Đà Nẵng. Lần đầu tiên tôi được đi xuyên hầm Hải Vân, từ bé đến lớn. Đây là lần đầu tiên luôn. Lần trước chạy xuyên Việt thì là không được chạy qua đây. Đây bây giờ chạy thẳng vào Quảng Ngãi luôn chứ không ở Đà Nẵng nữa. Trời tối rồi. Xem cái nào chính năm ấy. Ok, hiện tại thì xe hết xăng rồi, vào đây đổ xăng một tí. Thì cứ mỗi một lần đổ xăng là mất 400.000. Mà từ hôm nọ đến nay là chạy là đổ xăng khoảng 4-5 lần rồi. Thời tiết ở trong đây bây giờ là mưa liên tục. Lúc đấy vừa mới tạnh xong bây giờ lại mưa tiếp. Okay, hiện tại bây giờ đang là 9 giờ tối và chúng tôi đã di chuyển đến thành phố Quảng Ngãi. Chúng tôi đã di chuyển được một nửa quãng đường. Hiện tại bây giờ là đang ở Quảng Ngãi. Đây các bạn xem luôn. Đó.
cơn mưa rào đón chào NTN ở tại đâu đây? Huyện Phú Cát. Phú Cát ở đâu nhỉ? Bình Định. Bình Định à? Ok. Thì sau khi check Google Maps thì tôi mới biết là mình đang ở gần thị xã An Nhơn và sắp chạy qua thành phố Quy Nhơn, sau đó thì sẽ đến thị xã Sông Cầu. Và cách đất mũi Cà Mau khoảng 1060 km nữa. Bích. Vào đây ăn thì gặp một con chó rất là xinh. Đây 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 đây. Đây. Tôi đang ăn phở gà Bình Định. Nào lại đây, anh lên lại đây cho ăn. Rồi, lại tiếp tục cuộc hành trình. Còn hơn 1.000 cây nữa cơ. Đi thôi, let's go. Sau một quãng đường dài di chuyển thì là xe đang bị gặp một chút trục trặc. Hiện tại thì thời tiết ở đây cũng đỡ mưa rồi, nhưng mà trời vẫn khá là âm u. Tôi đang tiếp tục cuộc hành trình sau một lúc sửa chữa xe. Nhìn phong cảnh đây, đồi núi đẹp thật. Mây mù răng lối luôn. Bây giờ thì là chúng tôi đang leo đèo Cù Mông. Tôi phải quay lại cái đoạn này bởi vì là nghe cái tên đèo rất là hay. Cù Mông, đấy. Đây, giới thiệu các bạn, đây là đèo Mông Cụ. À quên nhầm, đèo Cù Mông. Cù Mông, ok. Cù Mông, Mông Cụ. Cù Mông. Đọc nó cứ bị lộn, ok. Đây là đèo Cù Mông. Rồi, sau một quãng đường di chuyển thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã di chuyển qua thành phố Tuy Hòa và hiện tại đang ở Phú Yên. Và còn khoảng 982 km nữa thì sẽ tới được đất mũi của Cà Mau. Chuẩn bị di chuyển qua trạm thu phí hầm Đèo Cả. Đây là hầm Đèo Cả nha các bạn. Lần đầu tiên vào trong hầm Đèo Cả, từ bé đến lớn luôn. Rồi các bạn để thấy là hiện tại thì theo Google Maps đang định vị thì tôi sắp đến thành phố Nha Trang, nhưng mà không vào thành phố mà chạy đường vòng, tức nghĩa là chạy ở quốc lộ 1A. Ok, bây giờ xe đang dừng lại để đổ xăng. Hết 400.000. Trời mưa lắm các bạn ơi. Hiện tại chúng tôi chuẩn bị đi qua thành phố Cam Ranh. Đó, đang định vị. Đi qua rồi chứ không phải là chuẩn bị đi qua nữa. Đi qua thành phố Cam Ranh rồi. Okay, hiện tại thì chúng tôi đã đến Bầu Trắng của Phan Thiết. Đây, định vị cho các bạn xem. Còn vài km nữa thôi thì là sẽ đến đồi Cát Bay. Đây là Bầu Trắng ở Bình Thuận, Phan Thiết. Hello, xin chào các bạn. Rồi, chúng tôi vừa mới đặt chân lên Bầu Trắng ở Bình Thuận. Đi ra ngoài này ngắm cảnh xem có cái gì hay ho thú vị không. Rồi. Cảnh đẹp quá.
Cách đây gần một năm thì là tôi có đi phân khối lớn ra ngoài này và có chụp ảnh ở đây. Nhưng mà cái đợt đấy đi phân khối lớn thì nó rất là cực, rất là vất vả. Nó không thoải mái như lần này. Và lần này ra đây là vào một buổi chiều tà. Giới thiệu các bạn, đây là bào trắng. Úi dồi ôi. Tí ngã sấp mặt. Ôi cảm giác chạy trên cát trắng sướng thật. Úi dồi. Sau bao nhiêu ngày mà ngồi ở trên xe chùn chân thì bây giờ mới được leo lên đây để thỏa sức ngắm nhìn rồi là chạy nhảy tung tăng. Rất là mệt. Tôi chạy lên trên đỉnh xem như thế nào. Ui, lên đây đẹp vãi. Mệt vãi trược. Nhưng mà rất là đẹp, rất là đẹp. Ok. Cảm giác thật là phê, rất là mát. Ok, có lẽ là bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục chuyến hành trình của mình. Ok, đi thôi, mệt quá. Ôi, tối rồi, giờ xuống Phan Thiết ăn cơm thôi. Bye bye, quay phim nha, đi đây, cho quay phim ở đấy. Tôi đang di chuyển xuống Phan Thiết thì là nhìn thấy cái cảnh hoàng hôn này rất là đẹp. Khả năng là ở đầu kia là Mũi Né Phan Thiết kìa. Đó, còn trên kia là thành phố Phan Thiết. View rất là ok nè, muốn đứng lại quay một chút. Wow, nhìn thành phố Phan Thiết rất là đẹp luôn. Sau một đêm di chuyển ở trên đường thì bây giờ tôi đang ở trên cao tốc Dầu Dây Long Thành. Nhưng mà hiện tại thì đang gần đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hiện tại thì tôi đang ở quận 9 Hồ Chí Minh. Nói chung là di chuyển qua Hồ Chí Minh thì cũng muốn dừng lại làm bát hủ tiếu. Bởi vì tôi rất là thích ăn hủ tiếu nhưng mà không có thời gian. Thì anh em cố gắng di chuyển xuống Cà Mau rồi ăn uống sau. Bây giờ nó cũng sáng sớm. Giới thiệu các bạn, đây là cầu Ông Lớn. Đấy, chả biết là như thế nào mà là gọi là cầu Ông Lớn thì tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà đây là cầu Ông Lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, hiện tại thì đang trên đường đi xuống Cà Mau thì tôi có đi qua Long An. Đây là bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra thảm án kinh hoàng cách đây rất là lâu rồi mà tôi cũng không nhớ nữa. Bây giờ thì không linh tinh luyên thuyên gì nữa thì tôi sẽ tiếp tục di chuyển chuyến hành trình của mình xuống dưới Cà Mau. Tạm biệt Long An, bye bye. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình. Bây giờ lên trên xe ngồi thì tôi mới đủ can đảm và bình tĩnh để có thể chia sẻ cho các bạn về cái bưu điện Cầu Voi dành cho những bạn nào chưa biết. Còn những bạn nào biết rồi thì các bạn cũng có thể nghe để có thể biết thêm. Ok, thì cái vụ án mạng xảy ra bưu điện Cầu Voi nó xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2008 thì đến bây giờ là phải mười mấy năm rồi. Thì là vụ án mạng này là do tử tù Hồ Duy Hải sát hại hai nữ nhân viên ở bưu điện Cầu Voi. Còn mọi sự thật thông tin như nào hoặc là liên quan đến cái vụ án này, tôi nghĩ các bạn nên trên mạng các bạn tìm hiểu để cho nó kỹ hơn. Bởi vì nhiều khi tôi chia sẻ không may và sai một cái gì đấy không đúng thì nó lại không hay.
và đây là một cái vụ án mạng nữa. Đó thì muốn chia sẻ qua cho các bạn biết thôi. Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình của mình đến Cà Mau. Hiện tại bây giờ thì tôi đang ở thành phố Tân An. Và bây giờ tôi sẽ check Google Map để cho các bạn biết là vị trí hiện tại tôi đang ở đâu. Tôi đang ở trên cao tốc Trung Lương. Và còn 354 km nữa sẽ đến Cà Mau. Đó, đang chạy trên cao tốc. Welcome to Bạc Liêu. Vâng, các bạn thấy là đây là Bạc Liêu. Tôi đang ở Bạc Liêu và nhìn Bạc Liêu thì có những cánh đồng thẳng cánh cò bay xanh mướt rất là đẹp luôn. Cách đây 4 ngày thì chúng tôi ở địa đầu của Tổ quốc. Còn bây giờ sau 4 ngày di chuyển vất vả thì chúng tôi đã ở đất mũi của Cà Mau. Và đây là thành phố Cà Mau. Ok, sau một quãng đường dài di chuyển thì hiện tại tôi đã có mặt ở đất mũi Cà Mau. Và đây giới thiệu các bạn, đất mũi Cà Mau, mở cửa ra luôn nhé. Rồi bên ngoài rất là nắng, rất là chói chang luôn. Đây, sông nước Cà Mau. Ôi, không khí thật là trong lành. Sướng quá. Cái cảm giác khi mà xuống tận đất mũi Cà Mau này, tôi có một cảm giác mà thấy rất là thú vị. Đó chính là cái không khí ở đây rất là trong lành, không ô nhiễm như ở những cái thành phố lớn hoặc là ở quê hương tôi, ở Tiền Hải tôi. Thật ra nói vậy nhưng mà rất là nhiều khu công nghiệp rất là ô nhiễm. Sướng thật. Các bạn có thể thấy tiếng chim đang hót. Thật sự luôn, đây là một trải nghiệm mà tôi cảm thấy rất là thú vị. Sau 4 ngày 4 đêm vất vả ròng rã đi trên đường thì bây giờ tôi mới có thể đứng được ở tại đây để trải nghiệm cái cảm giác mà hít thở không khí trong lành. Thì đây là cái địa điểm để cho các bạn có thể thấy được là tôi đang check in ở Cà Mau. Đây là cột mốc cuối cùng đường Hồ Chí Minh. Còn đây là bờ biển Cà Mau. Cuối cùng của Tổ quốc rồi đấy. Tức là không có chỗ nào để mà đi nữa rồi. Đó, điểm cuối cùng của đất nước. Đây, định vị cho các bạn xem. Bây giờ thì let's go về Thái Bình thôi. Chứ thật sự tôi cũng muốn về nhà lắm rồi, nhớ nhà lắm rồi, đi thôi. Bye bye Cà Mau, về Thái Bình thân yêu đây. Đây là Google Map, đang check map tôi ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Ở chiều đi thì chúng tôi đi vào ban ngày, còn chiều về thì là chúng tôi quyết định đi vào ban đêm để cho nó nhanh hơn. Ok, sau hơn 24 tiếng đồng hồ thì bây giờ chúng tôi đã di chuyển đến Nha Trang. Nói chung là đi rất là cật lực luôn, đi từ hôm qua đến bây giờ là gần 800 km. Sau khoảng một ngày di chuyển thì hiện tại chúng tôi đang ở thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đây, đang ở giáp biển và bây giờ đang mưa rất là to và sóng rất là lớn. Đó, check in cho các bạn xem. Đây các bạn thì thấy là sóng biển đang rất là lớn. Hiện tại đây đang có mưa to. Đây là biển Quảng Ngãi. Bây giờ đang là 9 giờ tối và chúng tôi đã di chuyển đến thành phố Đà Nẵng. Và lần này anh em là quyết định là phi tuột vào trong thành phố xem cái cầu rồng nó như thế nào. Welcome to Đà Nẵng. Anh em đi ngược đường rồi, đi lộn đít này. Người ta phải đi từ đầu đến đuôi đây, mình đi từ đuôi đến đầu này. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là cầu rồng của Đà Nẵng. This is Đà Nẵng City. Nói chung là lần đầu tiên đến Đà Nẵng tôi thấy ở đây rất là đẹp. Đây, bây giờ chúng tôi đã lộn ngược lại. Và đây là cái đầu con rồng. Ngày nào nó cũng phun lửa hay phun nước, nhưng hôm nay hơi đen bởi vì đến hơi muộn. Nói chung là nhìn rất là đẹp đấy. Đây, quay hết cho các bạn xem này. Nhưng bạn nào chưa đến Đà Nẵng thì các bạn có thể thấy được. Nhìn quả thân nó cũng chất lượng ấy. Đẹp, được, duyệt. Còn đây là view ở sông Đà Nẵng. Nói chung là chưa bước vào trung tâm thì không thể nói gì được. Đến khi vào trung tâm rồi thấy rất là đẹp. Siêu đẹp luôn, được. Giới thiệu các bạn, đây là cầu Trần Thị Lý. Cây cầu thứ hai đẹp nhất Đà Nẵng. À, đẹp thứ hai Đà Nẵng, sorry. Chúng tôi đang ở đầu bên này nhìn sang đầu bên kia. Chúng tôi đã tham quan xong thành phố Đà Nẵng và bây giờ anh em sẽ tiếp tục di chuyển theo cao tốc để về thành phố Thái Bình.
Hiện tại bây giờ đang là sáng và chúng tôi đã di chuyển đến địa phận của Hà Tĩnh và chuẩn bị đến thành phố Vinh thuộc Nghệ An. Rồi các bạn thấy là hiện tại Google Maps đang định vị tôi ở gần thành phố Vinh, nhưng mà hiện tại đang ở Hà Tĩnh và còn khoảng tầm 20 cây nữa thôi thì sẽ đến thành phố Vinh. Kết thúc một chuyến hành trình rất là dài thì bây giờ chúng tôi đã có mặt ở tại thành phố Thái Bình và còn cách Tiền Hải Thái Bình 20 km nữa thôi. Thì bây giờ hiện tại ở đây là nhiệt độ đang rơi vào khoảng 14 độ C, rất là lạnh. Và tôi đã kết thúc cái chuyến hành trình của mình rất là an toàn. Đây các bạn thấy là Google Maps đang định vị tôi ở thành phố Thái Bình. Đó. Ok, sau hơn 7 ngày dòng dã vất vả đi taxi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc thì bây giờ anh taxi đã chở tôi an toàn về đến nhà. Bây giờ tôi đang có mặt ở tại Tiền Hải Thái Bình. Và đây là tổng số km, thì tổng quãng đường mà anh taxi lấy tiền tôi ấy là 2712,5 km. Thì tổng cộng chúng tôi di chuyển 7 ngày là 4823 km. Và bây giờ là tôi phải trả anh taxi số tiền là 12.000 đồng trên một cây số. Thì tôi sẽ lấy cái tổng số cây số mà anh taxi chở tôi đi, không tính tiền trở về nhé, nhân với lại 12.000. Bằng 32.550.000. Đó. Chuẩn chưa anh? Đúng rồi, chuẩn rồi. Thế thì bây giờ em sẽ phải gửi anh 32.550.000. Bây giờ cũng tối rồi, thanh toán tiền cho anh rồi về nghỉ ngơi thôi. Rồi. Đây, nãy là tôi xuống dưới kia rút tiền rồi thì ở đây là có tổng cộng 40 triệu. Thì hết 32 triệu em cứ gửi anh 35 triệu. Hỗ trợ anh thêm 3 triệu nữa để uống nước. Vậy anh cảm ơn. Em lấy lại 5 triệu, 1 triệu này. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Ok, em gửi anh 35 triệu. Okay. Anh đếm xem đủ chưa? Đây là tổng số km mà chúng tôi đã di chuyển, 4823,1 km. Đủ chưa anh? Đủ rồi. Vâng, thế em cảm ơn anh đã hỗ trợ em hoàn thành cái chuyến đi này rất là an toàn. Đây là chuyến đi lịch sử của anh. Vâng. Tôi nghĩ đây cũng là chuyến đi lịch sử của cả hai luôn, bởi vì là lần đầu tiên tôi đi một chuyến đi dài như này. Thế thôi, bây giờ có lẽ là chúng tôi sẽ phải chia tay nhau ở đây và để cho anh taxi về nhà với vợ con, và tôi cũng phải về nhà với lại gia đình, chứ thật sự đi 7 ngày qua thì cảm thấy rất là nhớ nhà rồi. Rồi, về đến nhà rồi. Ok, em về đây. Okay. Chào anh nha, bye bye anh. Rồi, sau 7 ngày vất vả, bây giờ tôi đã về đến nhà. Welcome to vào nhà, NTN. Hiện tại tôi đã an toàn ngồi ở nhà để chia sẻ về toàn bộ hành trình đi taxi xuyên Việt với tổng km là 4823,1. Đây là một trải nghiệm tôi thấy rất là thú vị, nhưng mà hơi mệt. Sau một tuần đi taxi tôi mới thấy được sự vất vả và căng thẳng của những bác tài làm nghề lái xe. Nói chung là tôi cũng đã hoàn thành thử thách này rất là an toàn và không xảy ra bất kỳ một tai nạn nào trên đường đi. Và tôi cũng phải công nhận là cái sức chịu đựng của tôi trong cái chuyến đi này là khá tốt luôn, rất là tốt, cực kỳ tốt. Đó là mang nhiều đồ đi nhưng mà không mặc, hơn nữa là râu cũng không thèm cạo luôn. Đây các bạn thấy là nhìn bộ râu của tôi này. Đấy, sau một tuần không cạo. Đấy, các bạn thấy đây là mồm của tôi sau khi mà một tuần không cạo râu. Rất là nhiều râu ở kia. Mấy người bảo tôi để râu này nhìn mồm nó rất là dê, không biết là dê ở cái điểm nào. Còn đây là hình ảnh cách đây một tuần. Nói chung là tôi thấy mình để râu nhìn cũng rất là lịch lãm và lịch sự đấy các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà thôi, có lẽ là tôi sẽ phải đi cạo râu đây. Đã cạo râu ria xong. Đấy, bớt cái vẻ lịch lãm với lịch sự rồi. Bây giờ là mồm không có râu không có ria. Nói chung là không còn gì chia sẻ cả. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cái like, subscribe, đăng ký kênh của tôi để giúp tôi có 10 triệu sub và sở hữu cái nút kim cương trong mơ.